em đang mới dọn xong con mực cầu nhé. Máy 24 Tiger. Con này không dài 2m7. Dài 2m7, long thùng 1m15. Đi men rồi, bài bán ra đây U10, là đây U8 nhé, 08, 25, 16, mập dày, không có nghe rồi đấy. U10, dưới đây là U14 này, 2 cây, nắp đít sắt nha, nắp đít dày. Tay lái, robot ở đây là robot mãi lốp mới hết đi. Trước FSC sau 50-12 lốp mới. Máy 24 Tiger. Đây nổi luôn. Lốp hai bên lốp trước đây lốp mới. Đùi lớn. Xe đều được ấy. Ok.